Kính chào ông bà cô chú anh chị em bạn bè đang xem kênh của em Vân nha. Mọi người ơi, món ăn của em hôm nay rất đơn giản nha mọi người. Một đĩa cơm có dưa leo, sườn sốt chua ngọt và cá kho nha mọi người. Thêm miếng rán luộc cho mọi người. Em xin mời mọi người cùng ăn bữa trưa với em nha. Mọi người xem video mà thấy yêu mến em Vân thì cho em xin like, chia sẻ và nút đăng ký kênh để ủng hộ kênh của em nha. Em cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Em xin mời. Thank you.